Xin chào các bác nhé. Hôm nay một mã hàng nữa bên shop lại giới thiệu cho các bạn, đó là hoa cẩm chướng kép của Thái Lan nha. Hàng 3 chữ A. Trong một gói này thì đã trộn lẫn các màu rồi đó. Một gói này được 100 hạt ạ. Đây hàng nguyên bao bì của Thái. Với hạt giống hoa của bên Thái thì nó sẽ không có nhiều và người ta sẽ đóng được, nó không được nhiều hạt cho lắm. Cẩm chướng kép thì rất là đẹp đúng không ạ? Những cái mã hàng như thế này thì sẽ không có nhiều. Và mỗi một lần đặt thì nó sẽ mất khá nhiều thời gian để về. Ở đây là hàng nó cũng không được có thường xuyên. Thì cũng chờ mãi thì hôm nay hàng mới về đấy ạ. Đó. Còn về một cái là bên sau sẽ phải up luôn để cho các bác biết là có những mặt hàng nào sẽ về. Cái hoa cẩm chướng kép này thì khoảng tầm 3 tháng nhé. 3 tháng thì sẽ cho ra hoa.